Xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì em lên cho các bác một cái cấu hình karaoke cực kỳ VIP luôn. Bộ này thì hôm nay em sẽ có một cái khuyến mại rất là lớn cho anh em chơi. Thì đầu tiên cái bộ này phải nói với anh em luôn là một bộ karaoke phải nói là cực kỳ là đẳng cấp rồi. Đầu tiên sử dụng cho mình đó là một đôi loa Aura Bass 30. Đó, con này thì sử dụng cho mình đó là chép neo bi và họng là họng nhôm anh em nhé. Công suất maximum của nó lên đến là 1400W. Đấy, rất là ok luôn. Con này thì em nói với anh em luôn, anh em chơi sân vườn cũng rất là tốt vì là con này độ phủ rất lớn luôn. Với cái bộ này thì em chơi gia đình nên em sẽ build cho anh em đó là một con súp điện Bass 40 của JD. Đầu tiên loa này, loa em báo giá loa này thì nó là 14 triệu một cặp anh em nhé. 14 triệu một cặp. Bác nào mà mua lẻ những cái món ở trong đây em báo giá thì đều được bao cước nhé. Tiếp tục đó là một con súp điện Bass 40 của JD. Con này thì nói với các bác luôn đánh lực sâu mềm. Thì con này là 6.500.000 đồng anh em nhé. Con với cái bộ dàn này sử dụng cho mình đó là gì ạ? Một cái con công suất 700W trên một kênh của Aura. Đồng bộ luôn, loa Aura này. Đấy công suất của Aura em tháo phòng luôn nhá. Và vang cũng là vang của Aura luôn. Con công suất này thì giá là 3.800.000 đồng. Và con vang số Aura này thì giá là 2.800.000 anh em nhé. Tiếp tục nó sử dụng cho mình nó là một con quản lý nguồn DE Aquatic. Con này thì giá là 2.500.000 đồng. Và tiếp tục là một bộ Micro Bayer 790A anh em nhé. Bộ Micro này là hàng mới anh em này. Hàng mới tay ra tay rất là đẹp luôn. Đấy, hàng mới anh em nhé. Bộ này là 4 triệu anh em. Cộng lại thì nó là 33.600.000 đồng. Thì em cứ tính tròn là 33.500. Thì khuyến mại ở cái bộ đàn này đó là sử dụng cho mình đó là một cái tủ máy 6U. Tủ máy này là chống cháy anh em nhé, có cả hai nắp luôn, có cả nắp ngoài ở đây và nắp ở phía sau. Còn với cái tủ máy này nó giá thì nó rơi vào tầm hơn 2 triệu hoặc là 2 triệu rưỡi. Thì bác nào mà build cả cái bộ đàn karaoke này em sẽ tặng cho các bác đó là cả cái tủ máy đều luôn anh em nhé. Đấy, về bắt nó gọn gàng, nó rất là đẹp và nhìn nó chuyên nghiệp anh em. Đấy, bây giờ em sẽ thử qua cho các bác tiếng và karaoke một chút rồi các bác nghe nhá. Ok. Đấy, các bác nào mà có tai nghe thì các bác đeo tai nghe vào thì nó mới gọi là chuẩn chỉ được. Test cho anh em cái nhạc NDND đi. Các bác có tai nghe đeo nhá. Cực kỳ lực anh em nhé, đừng nói xúc điện không lực, không thì rất là lực luôn. Đây sẽ test qua cái đại mic cho anh em nghe một chút nhé. Cái loa này hiện tại là nó rất là đẹp nhưng mà không biết sao quay vào cái bóng điện nó rất là chói anh em ạ. Cái loa Aura này thì em có cả phiên bản màu trắng anh em này, đây có những cái phiên bản màu trắng này anh em nhé, màu trắng, bạn nào thích trắng hay đen thì đều có cả. Đen, đây là đen. Và đây là trắng. Bây giờ sẽ hát qua một bài cho anh em nghe qua một tí nha. Đậm vị sô cô la, bánh mềm mịn, marshmallow ngon dẻo, Oreo sô cô la hay. Cùng Kindle dành trọn một ngày xuân về, sáng mãi chuyện đêm trăng. Nhìn ở ngoài nó rất là đẹp luôn, đẹp như mới luôn anh em ạ, nhưng mà vào video kiểu nó bóng bóng, hôm nay cái video nó bóng kiểu gì ạ. Xa quê hương lúng tròn đời ta, rời mẹ cha đi sang xứ người trời Tây, bao ước mơ với nhiều hy vọng. Xa quê hương, xa mẹ, xa cha, xa anh em, ở nơi đất khách xứ người, nhưng
đêm dài, mình còn với bốn bức tường. Hôm lên xe đi kỷ ngày bay, mẹ chạy theo áng mi ướt đẫm lệ rơi. Cha thương con nước mắt lưng tròng, thương con tớ vừa tròn 18 nay tha phương lìn. Các bác vừa nghe qua chất âm này, giọng nó đang bị tịt mũi anh em ạ. À, nhưng mà hát nó rất là bay tiếng luôn anh em. Con này thì chơi không gian rộng thoải mái anh em nhé. Đấy. Loa này rất là đẹp, để quay sát cho anh em nhìn này, loa rất là đẹp anh em nhé. Từ cái nước sơn trần đấy, nó bị cái ánh điện nên nhìn nó rất là lóa anh em nhé. Đấy. À, ánh điện cái này giống như kiểu ánh ca may anh em nhé. Đấy, ánh ca may này, đó, đẹp kinh khủng luôn, nhưng mà nhìn cái bóng điện nó hơi tối anh em ạ. À, chứ còn hàng này rất là đẹp luôn anh em. Đây. Đấy, nhìn nghiêng cho anh em nhìn thấy không, em này bảo sao lại cứ thấy lóa lóa đúng không? Cực đẹp anh em nhé. Đấy, anh em có nhu cầu liên hệ nhé. Riêng cái khuyến mãi này sẽ combo cho anh em là trong vòng đến hết ngày mùng 5 tháng 9. Đến hết ngày mùng 5 tháng 9 là bên em sẽ tặng tủ máy cho anh em. Tặng cho anh em là cả một cái tủ máy chống cháy này, cực kỳ đẹp luôn anh em. Đấy, tủ máy chống cháy cực kỳ đẹp nhé. Ví dụ như bác nào mà thích loa màu trắng thì em có loa màu trắng cho anh em. Đấy, loa màu trắng anh em nhé. Loa kia là loa màu đen. Màu đen, đây màu trắng. Rồi, ok. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé.